con nhớ ngày xưa, những đêm khuya bên ánh đèn lẻ loi, mẹ ngồi giảng con nghe chuyện đạo và đời. Dẫu áo nâu sòng mẹ chưa khoác lên vai, nhưng mẹ đã đọc và thuộc nhiều kinh Phật. Mẹ dạy con phải luôn có lòng thành tâm thật, cứu khổ chúng sanh tích đức nhân từ. Qua bao ai trầm luân mình được hoàng kiếp con người, nhưng số phận kiếp này phải còn gió nhân quả, tử kiếp nào nghiệp đã gây nên. Phật dạy ta biết sám hối ăn năn, biết khổ hạnh tu nhân tích đức, chốn mọi nguyện cầu Phật pháp hiển linh, niệm Đức Di Đà cứu nhân độ. Phật dạy chúng sanh tu là cội phúc, Phật dạy con người tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhưng tu thế nào mới gọi là tu? Phật không dành cho kẻ cầu an lánh khó, kẻ thất tình dình cớ đi tu, kẻ xem đời như bóng phù du, hay kẻ tuyệt vọng thấy đời như bể khổ. Cửa thiền rộng mở cho những ai thành tâm giác ngộ, người đã nắng lời nguyện hay mạng số. Phật dạy hãy tránh xa điều ác, bởi hại người là ta đã hại ta. Gặp điều dữ hãy đem lòng Bồ Tát, lấy đức hiền để trừ khử tà ma. Trong nhân gian trong cõi con người, ai cũng có bên đời bên đạo. Phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo, đạo ở trong lòng còn đời ở trên giấy. Cũng tồn tại riêng mình một thế giới tâm linh, cùng một đức tin để tâm hồn hướng thiền. Đến với đạo để nghe lòng thanh thản, về với đời là manh áo chiến con. Đạo với đời như sớm như trưa, như nắng như mưa, một con vào chùa mà lo việc phước là đã gần một bước với từ bi.